cách nhanh nhất để mình thay pin 18650 và bo sạc 5K cho dục vật đập mũi xài bền nha mọi người. Mọi người theo dõi nha. Đó, mình tháo cái bình ắc quy trong cái vật đập mũi ra nha mọi người. Đó, giờ tháo ra nè. Rồi bắt đầu hàng hai cọng dây nguồn vô. Hàng hai cọng dây nguồn vô đó, hàng ngay đầu dương của pin đó. Pin 18650 nha mọi người. Rồi cạo thêm để hàng dây bo sạc vô. Rồi. Bắt đầu hàng cục pin vô xong rồi bắt đầu hàng dây bo sạc vô nè, đó. Đó rồi thử sạc nè, đèn đỏ là sạc được rồi đó. Rồi đó mình gia cố cục pin cho cứng vô. Rồi đầu gia cố cái bo sạc phía sau đít á. Rồi bắn keo lại. Rồi bắn keo